Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Ukraine mới đây đã thông báo, sau khi mặt trận phía Bắc tạm lắng, thì mặt trận giao tranh phía Đông đang gia tăng dữ dội. Quân Nga từ thành phố Izium tiến thêm 7 km xuống phía Nam và đang cố gắng làm chủ hoàn toàn tỉnh Donetsk. Và trước diễn biến leo thang của cuộc chiến ở Ukraine, những người Nga giàu có lại ráo riết đang đổ tiền vào bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nguyên nhân là do họ đang nôn nóng tìm kiếm một thiên đường trú ẩn an toàn về tài chính và tránh đi các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga. Nhằm né tránh tác động của lệnh trừng phạt, nhiều công dân Nga giàu có đổ tiền vào các khu bất động sản ở Thổ Nhĩ Kỳ và UAE để đầu tư an toàn. Giới giàu có Nga xem đây là hai thiên đường đầu tư tài chính và tránh được những tác động từ lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Nga liên quan tới cuộc chiến Ukraine. Các lệnh trừng phạt được phương Tây ban hành kể từ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đặc biệt, Nga còn bị loại khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu SWIFT, dù Thổ Nhĩ Kỳ và UAE đều lên tiếng chỉ trích hành động tấn công quân sự của Nga ở Ukraine. Nhưng hai quốc gia này vẫn giữ các mối quan hệ khá tốt với Moscow, đồng thời tiếp tục cho khai thác các chuyến bay trực tiếp. Hành động này được cho là mở đường đi cho công dân Nga và thu hút vốn đầu tư. Reuters dẫn lời ông Gulgun, nhà đồng sáng lập công ty bất động sản Golden Sun ở Istanbul với nội dung rằng chúng tôi bán từ 7 đến 8 căn hộ cho người Nga mỗi ngày. Họ mua nhà bằng tiền mặt, họ mở tài khoản ngân hàng ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc dùng vàng để thanh toán. Hay ở Dubai, CEO của công ty bất động sản Modern Living là ông Thiago Kadas cho biết công ty đã thuê 2 đến 3 nhân viên biết tiếng Nga để đáp ứng nhu cầu mua nhà của công dân Nga đang tăng tới gấp 10 lần so với giai đoạn bình thường. Trong nhiều năm qua, người Nga chiếm thị phần lớn mua bất động sản tại Thổ Nhĩ Kỳ khi chỉ đứng sau công dân của Iran và Iraq. Các công ty bất động sản của Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận nhu cầu mua nhà của công dân Nga đang tăng cao trong những tuần gần đây. Hồi tháng 2, thời điểm số lượng lớn binh sĩ Nga xuất hiện gần biên giới Ukraine, công dân Nga đã mua 509 căn nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Ibrahim Babakan, điều hành công ty ở Istanbul chuyên xây dựng và bán bất động sản chủ yếu cho khách hàng nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết trong quá khứ nhiều người Nga muốn sống ở các khu nghỉ dưỡng như vùng Antalya ở Địa Trung Hải, nhưng hiện tại nhiều công dân Nga giàu có mua căn hộ ở Istanbul và xem đây là khoản đầu tư. Reuters đã liên hệ với một số người mua nhà ở Nga, nhưng họ từ chối trả lời phỏng vấn do tình hình đang nhạy cảm.